Ôi, cái gì đây? Đây, trong đây nè. Trong đâu? Cái quán mì bán ở trong đây nè, bọn em vẫn chưa dám vào xem. Ôi rồi, ôi, vậy thì anh cũng không dám vào xem đâu. Đi anh, bây giờ em đã phải gọi anh đã đi với bọn em rồi mà. Ôi rồi, vậy thằng bấy nó trong đấy không? Chắc là có, vì hôm qua quái vật nó ở đây mà. Ôi rồi, ôi, vậy sợ lắm, con quái vật nó trong đấy thì mình sao vào được? Mình cứ phải dình dình lại để xem có không. Cứ để ban ngày nó không xuất hiện thì phải chờ đến ban đêm đi. Không, anh ơi, ban đêm xem. Ban đêm nó mới xuất hiện được thì anh em mình mới nhìn thấy nó chứ, bây giờ không nhìn thấy nó thì sao nhìn thấy vậy được. Nhưng mà lỡ em không đi giờ sáng cũng thấy mà. Oh my god. Vậy thì bây giờ đi, mình đi thám thính lại gần đi. Mình đi cẩn thận nhá, cúi thấp người xuống. Mình đi cẩn thận thôi. Kiểm tra xem có thấy bẫy không trong đấy không đi. Cẩn thận nhá. Nếu mà nhìn thấy bẫy thì phải quay ra báo anh em để lên kế hoạch trước đã. Ôi. Căn nhà hoang này kinh lắm ấy. Bao nhiêu vụ xảy ra ở đây rồi. Có thấy gì không anh Bốn ơi? Không có gì, không có tiền thôi. Không có gì á? Chỉ có tiền đó. Đâu, tiền đâu, không có gì thật à? Oh my god. Tiền này tiền nước ngoài rồi. Tiền nước ngoài. Tiền của nó dùng đấy. Hả? Tiền của nó dùng đấy. Vậy thì sao bây giờ? Ui, có con rắn. Con rắn này. Con rắn mà. Ui, con rắn. Đây gì? Lại đây. Con rắn to lắm. Ui. Đây. Con rắn này. Ôi. Oh my god. Ôi. Cắn đi. Có gì nó vừa ở đây thật mà. Con rắn này bị chặt rồi đấy nhỉ. Oh my god. Nhưng mà sao, tại sao lại lắm tiền này? Oh my god. Thật tấm. 500 ngàn đồng này. Ui, 500 ngàn đồng tiền Việt to vậy à? Tiền này tiền nước ngoài anh ạ. Tiền nước ngoài á? Sao lại tiếng Việt Nam này? Tiền này tiền nước ngoài, sao lại tiếng Việt Nam này? Tiền cổ anh. Tiền cổ đúng không? Cái này phiên dịch. Hả? Phiên dịch. Phiên dịch thì tại sao tiền nước ngoài nó cần phải phiên dịch tiếng Việt được? Ủa này. Tiền Việt đúng. Này tiền này tiền gì đó? Ui dồi, tiền Trung Quốc này. Có, oh có chữ Trung Quốc này. Oh my god. Vậy bây giờ thì... Cái này là tiền 500 hay thật? 5 triệu luôn, tờ 5 triệu luôn rồi. Địa phủ. Ui, đó, địa phủ. Tiền của ma, chạy đi, chạy ra ngoài. Bấy nó không qua ở đây rồi. Bấy nó không qua ở đây rồi. Ôi, kinh quá, căn nhà này kinh quá cơ. Đã bảo rồi, chờ tối chắc là, tối là bọn nó sẽ xuất hiện cùng với 707 ở đây đấy. Nhưng mà 7 thì làm bữa trưa thì sao? Bữa trưa vậy thì bây giờ trưa rồi. Không, giờ này mới sáng. Thế là toàn anh 7 rồi đây. Vậy em sao? Thế kiếm anh 7 đi. Mình hay mình đi tìm chỗ khác đi, chỗ này không có chắc là có chỗ. Có thể tìm đâu được bây giờ, không gian mênh mông quá vậy thì. Cười cái gì? Không, em tìm đi. Đi. Chia nhau ra mà tìm. Bảy ơi. Bảy ơi. Có khi nào, bảy nó bị ném xuống dòng sông này không? Dòng sông Amazon à. Oh my god. Không, không được đâu, làm gì mà lại xuống đấy được. Có thể được chứ. Bảy biết bơi mà. Không, nhưng mà nó đánh hết anh Bảy đi thì sao? Nhưng vừa này nó trong nhà hoang cũng có rồi. Vậy thì liệu ra căn nhà hoang nào nữa? Ôi anh ơi, có một căn nha, có một căn nữa. Vậy mình sẽ lên căn nhà hoang bên trên này. Đi chậm thôi, tới nơi rồi đi chậm thôi. Cẩn thận nhá. Nấp đi nhá. Oh my god. Nấp đi. Nấp đi nào. Nấp xuống nhá, chứ không là tan đấy. Cẩn thận nhá. Mọi người đứng đây. Ui, căn nhà hoang này này. Bóng, nếu mà... Cẩn thận ơi, em Bốn ơi. Cẩn thận. Sáu cẩn thận nhá. Tiếp cận lại gần đi. Có cái gì nhá? Cẩn thận nhá. Có thấy cái gì? Có gì? Đâu có gì? Có gì ở trong đấy? Có gì trong đấy á? Đâu xem nào. Đâu? Đấy có gì đen đen đi. Đâu? Ôi, cái gì cái màu đen kìa mọi người ơi. Kinh dị lắm luôn. Oh my god.
Ôi không có cái gì luôn ấy. Bàn chải kìa anh ạ. Đâu? Ở trên nắp kìa. Ô kìa kìa, bị bàn chải răng kìa. Ê, có bàn chải răng này. Có anh biết làm sao được. Nhưng không thấy bẫy rồi. Ôi, bị máu đó này anh ơi. Ôi, bị máu này. Về anh bẫy. Tao về. Không thấy bẫy rồi. Mày mình thử leo tầng 2 xem nào. Cái gì đây? Trời ơi, có gì đó? Có gì không? Có gì đây? Ôi, ôi, sợ quá. Anh lên đây. Anh lên đây. Không có gì. Ôi, không có gì cả. Máu à? Oh my god. Thấy chưa? Tại anh 46 đấy. Hôm qua em bảo là đi về đi, đừng có đánh với chúng nó lại còn. Không. Bọn anh này. Còn anh đánh được. Thế mà để cho anh Bảy bị bắt đi. Anh Bảy yếu. Nếu anh Bảy yếu. Ok. Nếu anh Bảy không biết làm gì hết cả. Nếu anh Bảy yếu giống anh Tơ ấy. Em không bảo vệ anh Bảy nha. Nhưng bây giờ nhá, không đi tìm anh Bảy thì làm sao? Đi tìm anh Bảy đi. Con này đi tìm đấy đi. Nó để tại đây. Tìm hết rồi, tìm xong rồi cái này đến về ăn cơm chứ. Oh my god. Mọi người kiếm tìm đi xem nào. Chết gió rồi. Chết gió không cơ chứ mọi người ơi. Không gian bây giờ đang rất là lạnh lẽo. Những hình dung khi xưa vẫn đây. Bây giờ chúng mình đang không biết là tìm 707 ở đâu. Mọi người nhìn thấy không? Đúng không? Đúng không? Đúng 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 không mọi người? Hình như là bẫy. Hình như là bẫy. Hình như là thế. Tỉnh nào mà chẳng. Úi dồi ôi, bẫy rồi. Để thám thính xem đã. Biết đâu được là một cái kẻ ngụy trang 707 thì nó lại đánh bẫy anh em. Hay là quần áo thôi nhỉ? Đúng đúng không kìa, mọi người nhìn kỹ em có phải trong bới không? Ủa này, ủa này. Tại sao lại nhốt trong một cây như này? Một cây mà cây kỳ lạ như thế này. Ủa này như kiểu đóng kén. Ủa đúng 707 không này? Đúng cái mặt nạ của 707 mà này. Đây này. Tại sao anh 707 không động đậy gì vậy? Vậy mới là cái điều nghi ngờ chứ bây giờ. Lại đi. Anh lại thì nó bắt anh thì sao? Để nhá. Anh bắt anh nhá. Tham thính bình tĩnh thôi. Để yên. Anh sẽ lấy một cái cây để anh chen đi cho đỡ phát hiện. Em nấp cẩn thận nhá. Ừ, anh chen. 707 phải không? 707 phải không? Bảy ơi, về đi. Có phải bảy không? Hình như là 707 đấy. Anh nhìn thấy giống lắm. Để yên xem nhá. 707 phải không? Wow. Hình như là 707 thì phải. Hình như là 707 thật. Có phải 707 không? Em mà nhìn xem có phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Ê, cái tay của thục nữ kia. Đầu to như này tí. Đó là cái điệu thục nữ kia. Ôi. Thế này nè. Ôi, nhưng mà tại sao? Tại sao thế? Tại sao 707 lại ở trong cái hang động như thế này? Mà cái này bọn mình... Cái này bọn mình đến đây còn không nói câu nào cơ này. Anh 7 ơi. Anh vẽ vạch ra để anh chụp bức ảnh đó. Để đẹp nữa. Ok, chụp bức ảnh này là mình thu đoạn này nhá. 7 ơi. Đi. Có đúng 7 không? Có đúng 7 không? 7 không? Bảy ơi. Bảy ơi, dậy đi. Bảy ơi. Anh ơi. Ôi, sợ quá. Không phải 7 đâu. Nếu là 7 thì tại sao mà không thua? Đúng rồi. Tại sao lại không nói lên một câu nào?
đúng không? Đúng. Đây chỉ là một hình dáng của một kẻ nào đó giống 707 thôi. Chúng ta lấy quần áo của anh 7 mặc vào. Lấy quần áo của anh 7 mặc vào. Ừ, anh nghĩ là trong truyền thuyết ấy thì đây là những hình dáng của những kén mà bên trong là có những con điên à, nhọng ngoài. Ừ, nhọng mà bên trong là nó đang ấp ủ những cái con gì đó. Ôi trời ơi, vậy thì có lẽ nào đây là anh 7. Đây là anh 7 và nó đem đến làm thức ăn, ăn thức ăn để nuôi cái kén này. Ôi trời ơi, nó phát triển như thế này. Nó phát triển lắm. Ôi trời ơi, anh 7 ơi. Anh 7 cái này vào lúc đấy mình không biết cách cứu thì chết rồi đấy. Em thấy nhá, trong phim là cứ kéo nó, kéo mấy cái nhặng này nó lại càng quấn chặt, quấn chặt. Lôi, 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 lôi bảy ra đi. Nào, bảy ơi, dậy đây. Lôi, lôi bảy ra năm nào. Ôi. Có đúng bảy không ấy? Dậy đi em ơi. Dậy đi. Ôi, nó chặt con anh ơi. Ôi, cái kén ra đi. Quấn chặt lắm. Ui, kén này. Ôi, ôi, quay mặt. Ôi, quay mặt. Quay mặt kìa. Đánh đi. Đánh đó, đánh đó. Đánh đi. Cẩn thận anh 4 ơi, cẩn thận đây. Cẩn thận anh 4 ơi, chạy đi. Ôi ơi, anh 4 ơi. Anh 7 ơi, tỉnh lại đi, cứu mọi người đi. Anh 7 không tỉnh được nữa rồi. Con này, mày tìm sao? Ôi, chạy ra đánh con này đi. Ôi. Đánh nó đi. Đánh nó đi. Oh my god. Bỏ đi. Bỏ đi. Ôi, cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận đi. Cẩn thận nha. Ôi giời. Chạy ra, lùi lại đi, phía sau đó mọi người. Lùi lại phía sau, nó đang cầm vũ khí. Ui. Bọn mày. Ui, nó săn lên, nó chuẩn bị chiến đấu với mình kìa anh ơi. Mình muốn săn. Còn tay áo đâu mà con. Còn mày tìm sao? Ui, mày bỏ ngay con tay xuống đây. Mày à? Bố tiên nhân sư nhà mày. Cứ này giờ bọn tao sẽ cử từng người lên đánh nhau với mày. Anh 4 lên đầu tiên hả? Anh 4 lên đầu tiên đi. Anh kêu anh khỏe em cơ mà. Đánh cái con lợn. Thằng kia chắc cút ra ngoài, mày solo đàng hoàng. Đánh đi. Cố lên, anh bố đây, cố lên đi. Anh bố đây, cố lên. Anh năm, anh cho lên. Bỏ tay ra anh, bỏ tay lên che mặt nạ ra xong em cứ xuống đi. Anh Nam ơi xuống đi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ê anh cháu ơi. Muốn cầm một chân nữa, lôi cố đi. Cẩn thận đi. Cẩn thận chứ, cẩn thận chứ. Bảy ơi em tỉnh dậy đi. Bảy ơi em tỉnh dậy đi, bảy ơi tỉnh dậy đi, bảy ơi. Bảy ơi. Bọn mày có, bọn mày có thả bảy ra không? Bọn mày đã lặn. Anh
Mày ơi, mày ơi, bắt đầu này. 1, 2, 3. Yên thắng rồi. Yên thắng rồi. Anh muốn ra kia. Cẩn thận đấy, con lợn này. Cẩn thận con lợn này. Cẩn thận nhá. Nó đánh đấy. Cẩn thận anh Năm ơi. Cẩn thận đấy. Xử lý con lợn đi. Xử lý con lợn đi. Xử lý nó nhá. Xúc nó đi nó đi. Cẩn thận nhá. Mày tiêm sao? Quân kia. Mày tiêm sao? Mày sao mày nắm bắt góc bầy có bầy hả? Bầy ơi em tỉnh dậy đi. Ôi trời ơi, bầy ơi. Bầy ơi. Tỉnh lên đi mày ơi. Mày ở đây đây. Sáu ơi, em phải cố gắng lên nhá. Cố đi, Sáu ơi, cố đi, cố đi. Ôi trời ơi. Ôi, nó bắt Năm rồi, nó bắt Năm rồi kìa. Nó bắt Năm rồi kìa. Anh đang bắt người kia làm cho chống say với anh đập vào lý em. Ôi ơi. Ôi ơi. Cẩn thận đấy, Năm cũng đâm ơi. Tốt quá anh Năm của tao, bố đi. Bố đi, tốt quá anh tao. Ôi ơi, ơi, con lợn mày nghe thấy gì chưa? Thả anh tao ra. Tốt quá, rách quá. Mày kéo tốt quá anh tao. Đánh vô nó trận đi. Mày nhá mày. Mày nhá mày. Đánh nó đi. Đánh mạnh nó. Anh em mình dẫn nó vào rừng để nó đánh lạc hướng nó cho mình ra cứu bầy đi chứ nó mạnh lắm. Chạy, anh em mình giờ vào chạy, anh mình giờ chạy đi. Chạy đi anh ơi. Bọn nó sẽ đuổi theo ấy. Chạy đứng lên không đánh nó xỉu không đây rồi. Không theo. Không theo à? Nó theo mà. Nó theo đấy. Trong rừng đi, đèo rừng lên nấp đi. Mọi người nấp đi. Nó đi tìm nó vào rừng nó không nhìn thấy mình nữa rồi. Đúng rồi, mình nấp mình lấy cây mình che này nó không thấy đâu. Ừ đúng rồi. Cây. Nào, cứ này nào. Phân ra người một hai người đỡ đây xử lý nó xong người chạy ra kia để cứu anh bảy. Vâng, để anh xử lý nó nhá. Anh bốn xử lý nó nhá. Anh thấy nữa. Thế để em với anh nó đi cứu cho. Ôi đi. Chà la với Năm cùng Năm đi đâu mày? Đi đâu này? Anh Năm ơi đi đường này. Nhanh lên. Mọi người ở đây xử lý giữ chân bọn nó nhá. Mọi người giữ chân bọn nó nhá. Hai san ở đấy dưới chân bọn nó. Anh Năm ơi, cầm cái cây che mặt đi. Con này lợn nó sẽ không ra đây nữa, lợn nó sẽ ở trong rừng đánh nhau với mọi người đấy. Đúng rồi, lợn sẽ ở trong rừng mà. Anh Năm ơi. Anh Năm đi đây. Mọi người ơi, lôi nó lại đi. Lôi con lợn lại đánh nhau nha. Đấy, nó phát hiện ra rồi. Đánh nhau trong rừng đi. Cố gắng nha, giữ chân bọn nó nha. Cố gắng giữ chân bọn nó nha anh nha, em đi cứu anh bé ơi. Nhanh lên, come on.
Ôi kìa, ôi kìa, nó kìa, nó kìa. Cứu anh Bảy đi kìa, cứu anh Bảy đi. Cứu Bảy đi. Nó làm tất cả của anh luôn rồi. Ui này, nó kén. Oh my god. Ôi, nó quay lại rồi. Ê, nó quay lại. Đi đi. Đi đây. Nhanh đi, em bé đi. Nó không cho mình cứu được anh ơi. Nó không cho mình cứu. Anh làm sao đây? Anh ơi. Cơ nó mà chết rồi đấy. Ui ơi. Anh bố nó dưới chân quá. Anh bố nó dưới chân đi. Sau đó hỗ trợ anh bố đi kìa. Anh ơi, được chưa? Cơ này nó sẽ bế Bảy đi mất đấy, cẩn thận đấy. Mất tích luôn đấy. Cẩn thận nhá. Ui. Dưới chân nó chưa? Được chưa? Bắt được rồi à? Ôi! Chà ra! Chà ra làm sao đấy? 505. Mất rồi. Anh Nam ơi, tỉnh lại đi. Lôi con này về. Con này về tập sau là sẽ đem nó ra để đàm phán. Đúng rồi. Mày nhá mày. Xích nó lại lấy dây này này. Anh ơi, xích nó lại đi. Xích nó lại lôi của mình nha. Mấy chục phút rồi. Nhanh lên. Anh ơi. 21 phút rồi. 21 phút rồi. Không cần đánh nhau nữa đâu. Lôi của về tập sau là đem đi đàm phán. Mẹ mày, mày chết rồi. Láo thật. Phải ký hiệp với bọn ước rồi. Lôi về. Mỗi người cầm một bên lôi về. Đấy, mày đấy, cái con lợn mà không mang 707 đến để mà giải cứu mày ấy thì mày chỉ còn mỗi cái xác không thôi. Mày nhá, mày láo à. Lôi của mày. Lôi của mày nhá. Đi về. Láo nháo lắm quen. Mày nhá. Đi đi. Láo lên. Anh đẹp này. Anh đẹp này, anh đẹp nhá, anh. Anh thum nhá. Sáu cháu đứng ra. Rồi ok. Ok nè. Mày nhá. Mày ăn đập đấy. Về nhanh lên. Đi đi. Chết giả rồi này, nó lôi 707 đi anh em ạ. Sẽ mang thằng này đến để đàm phán xem có cứu được 707 không. Anh em mình theo dõi video nhá.